Xin mến chào các bạn. Thì hôm nay là mình nhận được một câu hỏi của một bạn là học viên của khóa học AutoCAD thì một loại kết cấu bê tông cốt thép. Thì trong email bạn đã có hỏi thì mình xin copy ra đây, bởi vì mình xin bảo mật cái thông tin của bạn đó đó. Thì bạn đã hỏi như sau: anh S ơi, cho em hỏi là em muốn copy từ Excel qua CAD được không ạ? Tại em đang làm đoạn môn học mà em thống kê cốt thép bằng Excel cho nó nhanh nè. Rồi thì mình sẽ trả lời là thực tế thì em thống kê bằng Excel cũng được, mà em thống kê bằng AutoCAD cũng được. Thì hiện nay trên mạng cũng có rất nhiều cái công cụ để em thống kê cốt thép trực tiếp AutoCAD luôn. Còn em thống kê thép bằng Excel cũng không sao cả. Thì mình thống kê Excel xong rồi mình copy mình bỏ qua bên CAD thì nó cũng như nhau à. Thì thực sự thì ngay cả bản thân mình cũng thống kê cốt thép bằng hai cách luôn. Một là mình thống kê trực tiếp AutoCAD, mình sử dụng một số cái clip CAD có sẵn cho nó nhanh, hoặc là một số phần mềm trung gian. Còn ở đây mình cũng thống kê bằng Excel, bởi vì mình có làm dự toán thì mình thống kê bằng Excel nó cũng tiện lắm. Bởi vì sau này lấy những con số đó để làm dự toán luôn thì nó cũng rất là nhanh. Cho nên là mình hôm nay thì bạn hỏi như vậy thì mình sẽ hướng dẫn cách copy Excel sang AutoCAD như thế nào. Thì giả sử như ở đây em có một cái khung tay như thế này nha, được chưa? Em có một khung tay như thế này, thì cái đây là khung tay của công ty, nhưng mà khung tay của cái đồ án thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Rồi thì bây giờ em copy sang bên CAD đó, thì có hai cách nha em, có hai cách. Cách một á là em copy paste as link, có nghĩa là em sẽ cách này thì em sẽ copy sao copy, và nếu hiệu chỉnh cái file Excel thì cái nội dung trong AutoCAD sẽ được cập nhật. Hoặc là cách hai là em copy dữ liệu là dạng ảnh, thì mình tạm hiểu đó là đây là cách copy dữ liệu không không thể chỉnh sửa, xin lỗi, không thể thay đổi đi. Không thể thay đổi ở đây có nghĩa là không cập nhật được, không tự cập nhật khi sửa Excel. Thì giờ anh sẽ hướng dẫn em hai cách luôn nha, để em coi cái nào phù hợp. Tuy nhiên cách thứ nhất, cái nhược điểm của nó là nếu như em copy thì cứ paste as link, thì em phải copy cả hai file, dù em muốn gửi cho ai đó thì hoặc là em muốn gửi ra quán in đúng không, thì em phải copy cả file AutoCAD với lại file Excel đi luôn. Thì tốt nhất là hai file đó em bỏ chung một folder, và em copy cả hai file cho họ luôn. Cách thứ hai thì không cần, em chỉ cần copy một file thôi. Và thường thường anh thì anh hay làm cách thứ hai, bởi vì cái bản thống kê của anh á nó đã chuẩn rồi, anh không sửa gì nữa cả. Thì anh sẽ chọn cách thứ hai để mà anh ra anh quấn in hoặc là anh gửi cho ai đó thì người ta không có bị mất file đó. Thì giờ anh sẽ hướng dẫn em hai cách luôn nha, tùy cách em làm cho nó phù hợp. Sẽ có những lúc em chọn cách 1 hoặc cách 2. Rồi bây giờ đây là cái Excel của anh, được chưa? AutoCAD của anh, bây giờ đây là bảng Excel anh thống kê rồi đúng không? Ví dụ như vậy. Thì anh sẽ copy, anh chọn cái vùng anh cần copy, ví dụ cái vùng này đi. Được chưa? Rồi, anh sẽ vào Home, anh chọn copy ở đây. Được chưa? Anh qua đây. Để làm cách thứ nhất trước. Cách thứ nhất thì anh hãy tìm đến mục Home AutoCAD 2016. Được chưa? Anh chọn là clipboard bay, anh đừng có bấm vào chữ bay này vội, anh hãy bấm vào mũi tên này, anh chọn bay special và anh chọn là bay link, được chưa nè, bay link, bấm ok. Rồi anh để vào đây, ok nó ra đi rồi, nhưng mà khi đưa vào đây nó nhỏ quá thì anh phải scale nó lên, scale lên, và anh biết nó là scale cả 100 lần. Em biết vì sao 100 lần không? Bởi vì do khung tên này nè, anh làm không đúng thực tế, khung tay nè nó scale lên 100 lần, cho nên em phải scale 100 lần lên. Và anh nhìn
anh nhìn sao cho cái chữ của cái số này, được chưa? Đó, cái chữ của cái số này, cái chiều cao nó bằng với chiều cao của cái chữ mà mình ghi chú á là được, được chưa? Đó thì dễ mà. Một là anh đo thôi, anh nhìn đây nè, anh để vô thử nè, anh ướm thử, anh ướm thử cái này là... Ồ, anh thấy bằng rồi đó, chuyển được rồi đó, được chưa? Còn nếu như mà em thấy nó không bằng á thì em hãy scale lại sao cho nó bằng. Làm sao? Miễn là chiều cao của chữ nội dung, tức là chiều cao nội dung bản thống kê này này, được chưa? Cái số này nó bằng với cái chiều cao chữ mà em ghi ở trong bản vẽ là được đó, được chưa? Là nhìn nó hài hòa, nó đẹp thôi. Rồi cái cách này thì khi mà em sửa mấy file Excel này nha, thì với cách này á, khi mà anh sửa, giả sử như anh sửa một cái cột ở đó hoặc một giá trị đó bên Excel này, được chưa? Rồi bây giờ anh thử làm nè cho em thấy nha. Anh sẽ kéo cái này trượt mạnh qua đây đó, và cái file tôi kết này anh để bên này, được chưa? Rồi ok, bây giờ anh cập nhật Excel này, anh sẽ xóa cái này nè, xóa cái số hiệu đây. Thì khi anh kích qua bên AutoCAD là em thấy AutoCAD nó thay đổi chưa, nó cập nhật thấy không? Và khi qua đây anh ấn đô lại nè, thì bên này nó cập nhật lại đó. Cho nên nó có tính cập nhật như vậy, nó cũng khá hay đúng không? Rồi bây giờ đó là cách thứ nhất, em đã copy xong rồi. Bây giờ cách thứ hai là em copy dữ liệu như một cái dạng ảnh luôn. Thì bây giờ em làm thế này, em mới bật AutoCAD lên. Rồi bây giờ anh sẽ copy thêm một khung tăng nữa nha, anh đặt qua đây. Rồi sau đó anh mới copy cái file Excel này, cái đây nội dung này, copy này, sau đó anh đặt vào đây nha. Rồi anh bay, nhưng mà anh không có cần thiết phải bay special vậy đó, anh bay luôn trực tiếp luôn, được chưa? Rồi đặt vào đây. Rồi ok, sau đó anh cũng scale lên 100 lần, đặt cái điểm này scale 100 lần. Rồi như vậy anh đã đạt được hai bản, được chưa? Hai bản. Nhưng bây giờ anh thử thay đổi cái dữ liệu Excel thử thì em sẽ thấy nó sẽ khác nhau nè. Ví dụ khi mà anh xóa cái này đi, đúng chưa? Thì bên này á nó cập nhật, nhưng bên này là không, được chưa? Đó, như vậy cái hai cái này thì đây là một dữ liệu động, còn này là dữ liệu chết, được chưa? Thì em sẽ tùy trường hợp mà em áp dụng. Anh nói lại một lần nữa, cái ưu điểm thằng này á, là nó cập nhật được, nhưng mà khi em gửi file cho người khác thì em phải gửi cả file AutoCAD và file Excel đi kèm, được chưa? Còn nếu cái này thì em chỉ cần gửi file AutoCAD thôi, còn file Excel thì không cần gửi. Rồi, chúc em thành công và hy vọng thì qua khóa học AutoCAD thì mà bản kết cấu bê tông khác thì em đã lĩnh hội được phần nào cái khóa học cái khả năng thể hiện bản vẽ của mình, kết cấu của mình. Và trên đây chỉ là một cái mẹo nho nhỏ, một cái cách làm mà thực sự là nó không có khó gì hết, nhưng mà thôi thì là anh cũng làm xuyên làm video để chia sẻ với em. Và xin chào, hẹn gặp lại em và tất cả các bạn ở những cái nội dung giải đáp tiếp theo.